Mình tên là Nguyễn Văn Long và hiện tại mình đang làm là giám đốc kỹ thuật tại một salon tại Hà Nội. Thực tế ra thì tóc và xe là hai cái sở thích, hai cái đam mê của mình từ nhỏ. Thì khi nhỏ thì mình cảm thấy những chiếc xe rất là cuốn hút, thú vị. Và từ đó thì mình thấy là cái việc mà sở hữu một chiếc xe nó là một cách để thể hiện đam mê của mình. Còn như mình thì mình thể hiện đó là làm ra những chiếc xe mô hình handmade. Và khi mà làm những xe đó và cái việc cắt tóc hoặc uốn tóc hay là nhuộm tóc ấy thì nó có rất nhiều điểm chung. Thì trong đó ví dụ như là tạo ra những kiểu tóc thì giống như là cắt gọt để tạo ra một cái xe vậy. Và khi sơn cái xe thì cũng giống như nhuộm trên một cái mái tóc. Và khi đó thì mình kết hợp giữa sở thích và công việc lại với nhau. Bởi vì chúng đều có điểm chung đó là làm đẹp cho mọi người và làm đẹp cho cuộc sống. Thì bắt đầu từ năm 2009 mình bắt đầu có ý tưởng tạo ra chiếc xe của riêng mình. Thì hồi đó thì mình cũng đi tìm hiểu và học nhiều người nhưng mà chưa có câu trả lời. Như vậy thì mình nghĩ là không có nghĩa là không làm được. Và mình cố gắng làm chiếc xe đầu tiên từ năm 2009. Đó là một chiếc xe sport do mình tự thiết kế. Từ năm 2009 đến bây giờ thì mình đã làm được khoảng tầm trên 20 chiếc. Thì trong đó mỗi một chiếc nó đều thể hiện ở cái tay nghề của mình ở từng giai đoạn. Những chiếc xe đầu tiên thì nó khá là đơn giản. Sau này thì nó phức tạp hơn một chút, các cái chi tiết được hoàn thiện hơn. Và khoảng được hơn 20 chiếc, và trong 20 chiếc đó thì gần như mình tặng cho những anh em cùng đam mê. Và hiện tại giờ mình còn giữ lại một số chiếc làm kỷ niệm. Để tạo ra một chiếc xe mô hình ấy, thì mình cũng chia làm các công đoạn khác nhau. Thì công đoạn đầu tiên đó là vẽ ra những chiếc xe mà mình mong muốn. Thì cái việc vẽ này thì mình thường vẽ là tỷ lệ 1 phần 10 so với xe thật, để các cái chi tiết nó được dễ hoàn thiện hơn. Công đoạn thứ hai đó là mình sẽ đi tạo ra các cái chi tiết của chiếc xe này. Và cuối cùng đó là sau khi tạo ra rồi lắp ghép thành một chiếc xe hoàn thiện. Và khi đó lại tháo ra và đi sơn từng chi tiết một để lắp ghép lại. Thì lúc đầu rất khó để tìm được là làm sao để làm được ra cái lốp xe, làm sao để làm ra được cái vỏ xe, rồi là cái giảm sóc như thế nào. Và khi đó thì mình quan sát thấy là ở ngoài môi trường ấy có rất nhiều cái thiết bị điện tử bị bỏ ra ngoài. Và khi đó thì mình thấy là nó có rất nhiều chi tiết phù hợp để làm xe mô hình. Và một ý tưởng nữa đó là mình sinh ra tại Hạ Long nên là mình muốn có một cái thông điệp gì đấy để bảo vệ môi trường. Và từ đó mình lấy ý tưởng là lấy từ những cái phế thải của điện tử để tạo ra những chiếc mô hình xe. Và trong đó thì có ổ cứng của máy tính này, ổ CD này, nhôm lá, kể cả những cái mâm ăn cơm bị bỏ đi thì mình sẽ gom lại. Và trong quá trình mình gom đấy thì mình đã có ý tưởng để tạo ra những chiếc xe nào rồi. Chiếc xe mà mình có ấn tượng nhất đó là chiếc Ducati 1199 Panigale. Đó là một chiếc xe rất đẹp của hãng Ducati. Và nó cũng là một chiếc xe tạo cho mình cảm hứng nhiều nhất. Bởi khi mà mình làm ra chiếc xe đó thì trên thế giới họ đang đưa ra triển lãm cái mẫu xe đó thôi, chứ còn chưa có thực tế xe thật. Và khi đó thì mình dựa vào hình ảnh để làm ra từng bước chiếc xe đó. Và nó được hoàn thành năm 2012. Thì lúc đó ở Việt Nam mình thì chưa ai có xe đấy thật cả. Với một chiếc xe như chiếc Ducati 1199 này thì mình đã sử dụng tới hai ổ cứng, một ổ CD và một cái mâm để ăn cơm ấy. Thật ra thì không dùng hết một cái mâm đâu, nhưng mà mình đã dùng một góc của cái mâm đó. Thì trong đó thì mình sử dụng cái vòng bi ở trong ổ cứng để làm cái trục phía sau, cái gắp sau của Ducati này. Nó là vòng bi nên là nó quay rất là bon. Và gần như cái vòng bi này nó ngoài cái công việc, cái cuộc đời của nó dành cho ổ cứng xong ấy, thì nó lại một phần dành cho cuộc đời cho cái mô hình này. Bởi vì nó có những cái chỗ để bắt ốc, một ốc bên này, một ốc bên này và một ốc ở giữa để lắp cái góc này. Đấy, nó gần như sinh ra để dành cho cái vị trí đó. Và ngoài ra nữa thì mình sử dụng cái trong ổ CD là cái trục ti này để dùng lại làm giảm sóc phía trước của chiếc xe. Đó, thì trong cái giảm sóc này thì có hai cái lò xo bút bi. Thì còn lại thì các cái chi tiết khác được làm từ cái vỏ này cũng làm bằng nhôm, từ cái mâm ấy. Từ cái mâm. Và cái khung này, cái khung thì nó cần cái độ vững chắc hơn thì mình làm bằng cái nhôm của cái chống mực của máy in. Trong máy in nó có cái chống mực thì cái nhôm đấy nó rất là cứng và mình sẽ làm ở các cái chi tiết là phần khung. Khi mà đi sang Nhật Bản, đó là cái kỷ niệm mà mình mang chiếc xe này đi. Thì cái người ở bên hải quan của Nhật ấy, người ta có hỏi là mày mang cái gì trong ba lô mà lại bằng kim loại. Thế mình có nói là tôi mang cái mô hình mà tôi tự làm, mục đích là sang đây để tôi chụp ảnh đất nước bạn cùng với xem mô hình của tôi. Và khi đó thì họ rất là trầm trồ và họ nói là nếu mà như vậy ấy, thì đây là một cái thành tựu trong quá trình mày sáng tạo từ cái rác thải ra. Và đó là cái rất quý tại Nhật Bản và trên thế giới cũng như vậy, và nó rất trân trọng mày. Và khi đó thì mình cảm thấy là cái việc mình làm có thật sự có ý nghĩa.
không những với chính mình mà có cả với nhiều người nữa. Xin chào các bạn, tôi là Long Lati và Phú siêu tầm mô hình cũng rất là quan trọng. Nếu mà mô hình chúng ta để càng lâu ấy, thì tôi nghĩ là nó sẽ có càng nhiều giá trị. Kênh YouTube của mình thì đầu tiên mình đăng tải lên đó là những cái clip về những cái chiếc xe hoàn thành. Nhưng sau đó thì những cái comment, những cái câu hỏi rất là nhiều là làm những chi tiết là như thế nào và tôi rất muốn làm giống bạn. Và khi đó mình thấy là hóa ra không phải một sở thích đó là của một mình đâu, mà là của rất nhiều người. Chính vậy mình muốn tạo ra đó là một cái cộng đồng chơi xe mô hình handmade. Và nó có một cái ý nghĩa đó là sẽ tái chế một lượng rác thải điện tử để tạo ra những tác phẩm mới. Và cái vòng đời đấy nó lại được lặp lại. Và ngoài việc đó ra nữa thì nó là một cái thông điệp bảo vệ môi trường đến nhiều người hơn bằng nhiều hình thức hơn.